Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, bất chấp những mối đe dọa tiềm tàng của các thảm họa hạt nhân, dù tin hay không thì các nhà máy điện hạt nhân vẫn mọc lên từng ngày. Trên thế giới có hơn 430 nhà máy điện hạt nhân mọc lên, vì vậy nguy cơ về thảm họa hạt nhân có thể xảy ra bất kỳ lúc nào mà không một ai có thể biết trước. Một sự cố nhỏ có thể được kiềm chế, nhưng khi một thảm họa thực sự xảy ra, hậu quả không thể đoán trước được những ảnh hưởng của các thảm họa hạt nhân có thể kéo dài lên đến hàng ngàn năm. Thưa quý vị, thảm họa Chernobyl năm 1986 ở Ukraine là một trong những ví dụ kinh hoàng nhất về hậu quả tàn khốc của một vụ tai nạn hạt nhân. Không từ nào có thể mô tả được sự khủng khiếp, sự tàn phá nghiêm trọng này ra sao. Vụ nổ lớn ở Pripyat, một thành phố thuộc Liên Xô cũ, đã giải phóng hơn 8 tấn chất phóng xạ mạnh với cường độ bức xạ tương đương 400 quả bom nguyên tử đã nổ ở Hiroshima. Hơn 60.000 km vuông đất đai bị ô nhiễm và 3,2 triệu người bị nhiễm phóng xạ hạt nhân. Kết quả là có 270.000 người bị ung thư, trong đó có khoảng 93.000 người chết. Một trận động đất mạnh 9 độ Richter ở Nhật Bản đã khiến một nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Fukushima bị nổ, dẫn đến dò dỉ chất phóng xạ trên diện rộng. Để giải cứu thảm họa, hàng chục chiến binh đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng đến khu vực đó và được thế giới gọi là Fukushima 50. Tuy nhiên, có một vụ tai nạn còn bi thảm hơn nhiều so với tai nạn ở Fukushima và có thể gọi đây là thảm họa nhân tạo lớn nhất trong lịch sử loài người. Đó là một vụ nổ lớn ở Pripyat, một thành phố thuộc Liên Xô cũ, đã giải phóng hơn 8 tấn chất phóng xạ mạnh với cường độ bức xạ dạ tương đương 400 quả bom nguyên tử đã nổ ở Hiroshima. Để cứu vãn thảm họa chưa từng có này, Liên Xô cũ đã chi 18 tỷ đô la Mỹ và huy động 500.000 binh lính và dân thường, tuy nhiên sẽ mất 800 năm để xóa sạch dấu vết của thảm họa này trên trái đất, nhưng vết thương lòng mà nó để lại trong lòng người dân có lẽ sẽ ngàn năm sau cũng không thể chữa lành. Vào ngày 28 tháng 4 năm 1986, ngày hôm đó, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl dự định tiến hành một cuộc thử nghiệm trong khi đang đại tu lò phản ứng số 4. Mục đích của thí nghiệm là kiểm tra xem hệ thống an toàn của lò phản ứng có thể duy trì hoạt động trong trường hợp mất điện khẩn cấp hay không. Tuy nhiên, các thí nghiệm trước đó trên lò phản ứng 1, 2, 3 đều không thành công, nhưng các kỹ sư không muốn từ bỏ. Ngày 26 tháng 4, tình cờ là ngày bảo trì lò phản ứng số 4, tận dụng cơ hội quý giá này, Liên Xô đã thực hiện một thí nghiệm khác. Để đảm bảo an toàn cho thí nghiệm, công suất của lò phản ứng cần giảm đi rất nhiều, nhưng do người vận hành không cẩn thận nên công suất bị giảm quá mức. Mặc dù lúc này lò phản ứng trong tình trạng bất thường nhưng không có nguy hiểm chết người. Thế nhưng việc sản sinh ra một lượng lớn xenon 135 và hấp thụ một lượng lớn Newton khiến phản ứng dây chuyền không thể diễn ra bình thường và cần phải đợi xenon 135 tự phân hủy thì nó mới có thể hoạt động. Là người sớm tham gia xây dựng nhà máy điện hạt nhân, vị phó kỹ sư trưởng tin tưởng vào kinh nghiệm của bản thân. Bất chấp các quy định về an toàn, ông đã ra lệnh cho người vận hành rút một số lượng lớn các thanh điều khiển để tăng sức mạnh. Cuối cùng, chỉ còn lại một vài trong số 211 thanh điều khiển và lò phản ứng trở nên hoàn toàn không thể kiểm soát được. 1 giờ 24 phút sáng ngày 26 tháng 4, lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã phát nổ. Phần nắp nặng 7.000 tấn bị nổ tung, cột lửa cao hơn 30 mét phụt ra từ khe hở nứt của nhà xưởng. Khói và hơi nước bốc lên bầu trời cùng với các sản phẩm phân hạch hạt nhân mạnh mẽ, khung cảnh hiện trường trông giống như một vụ phun trào núi lửa. Khoảnh khắc nhìn thấy lò phản ứng, họ đã chấp nhận lượng phóng xạ có thể tự giết mình cao gấp 4 lần, nhưng sự việc đã kết thúc và những người lính cứu hỏa không có một ai có thể trở về. Họ chỉ được biết ban đầu có đám cháy trong lò phản ứng và chỉ biết dùng nước để dập lửa, thậm chí họ còn không biết tác hại to lớn của bức xạ. 6 giờ sau vụ nổ, hầu hết các đám cháy đã được kiểm soát hoàn toàn, nhưng lúc đó ít ai ngờ rằng thảm họa thứ hai thậm chí còn lớn hơn sắp xảy ra. 10 ngày sau vụ nổ chính, các kỹ sư có mặt đã biết về một mối đe dọa lớn hơn nhiều. Vụ nổ đầu tiên đã làm hỏng hệ thống làm mát bằng nước của nhà máy, khiến một vũng lớn hình thành bên dưới lõi hạt nhân đang tan chảy. Nếu lõi hạt nhân tiếp cận với bể nước đó, nó sẽ gây ra một vụ nổ hơi nước. Các chuyên gia phân tích vấn đề này nói rằng vụ nổ có thể có sức công phá 500 megaton, tuy nhiên, vấn đề không chỉ đơn giản như vậy, tất cả hơi nước thoát ra sẽ tung các vật liệu bức xạ dạ lên bầu trời và cuối cùng sẽ lan rộng ra toàn bộ châu Âu và Nga. Nhà vật lý Liên Xô Vasilis Nesterenko nhận định rằng vụ nổ sẽ khiến châu Âu không thể sống được. Đội lính cứu hỏa đầu tiên đến hiện trường vào ngày 25 tháng 4, khi vụ nổ xảy ra đều đã chết vào ngày thứ 10 và họ chỉ hoạt động ở gần các phần của lõi phát nổ. Ba trong số các công nhân nhà máy điện đã tình nguyện tham gia một nhiệm vụ đơn giản được hiểu là cảm tử. Họ biết rằng có ai đó phải làm việc này và đó là nhiệm vụ của họ với tư cách là công nhân của nhà máy. Họ được cảnh báo rằng rất có thể họ sẽ chết ở ngay dưới khoang do mức độ phóng xạ quá cao cả ba đều tình nguyện thực hiện nhiệm vụ cảm tử này và đều được hỏi trước khi vào cõi chết là họ có muốn thay đổi quyết định hay không ananenko là người quan trọng nhất bởi vì là người duy nhất trong ca trực biết chính xác vị trí của van mặc dù được trang bị các phương tiện chống bức xạ tốt nhất có thể nhưng cơ hội sống sót đối với ba anh hùng này rất ít tất cả những người xả thân được trang bị đèn pin để làm nhiệm vụ và được hứa rằng trong trường hợp họ chết chính phủ sẽ chăm sóc gia đình họ vì họ là những anh hùng Họ còn bị áp lực bởi thời gian, vì họ ở dưới đó càng lâu thì tuổi thọ của họ càng ngắn lại hay cơ hội sống sót của họ càng ít. Những người này đã trở thành anh hùng vì họ không chỉ cứu Chernobyl khỏi một vụ nổ tồi tệ nhất mà còn cho cả châu Âu. Hơn một tuần sau thảm họa nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, ngày 4 tháng 5 năm 1986, có 1.882 người bị thương phải vào bệnh viện ngày hôm sau theo ấn phẩm Chernobyl 20 năm trôi qua của tác giả Tris Busby và Alexei Yaskolokov. Tổng số bệnh nhân lên tới 2.757 người. Một ngày sau, 3.454 người đã đến các cơ sở y tế để điều trị. Tuy nhiên sau đó, nhiều người trong số họ đã phục hồi một cách bí ẩn. Lý do hồi phục của họ nhanh chóng được tiết lộ khi tham khảo nghị định thư số 9 ngày 8 tháng 5 năm 1986 được đóng dấu mật. Theo tác giả Mikkel Fikin, quy trình này có các tiêu chuẩn tiếp xúc bức xạ mới do Bộ Y tế Liên Xô thiết lập. Các tiêu chuẩn mới đã vượt quá các thông số trước đó 10 lần. Đáng chú ý là có trường hợp các tiêu chí đã được Bộ Y tế phê duyệt cho phép tăng gấp 50 lần. Ngoài ra, khi xác định các tiêu chuẩn mới về mức độ phơi nhiễm của người dân với bức xạ hạt nhân, không có sự chiếu cố nào đối với phụ nữ mang thai hoặc trẻ em. Theo Anla Yaroshiskaya và nhiều nhà nghiên cứu khác, việc thay đổi định mức phơi nhiễm phóng xạ là do các nhà chức trách muốn che giấu quy mô của thảm kịch Chernobyl. Các nhà chức trách thực sự đã làm hết sức mình để tránh lan truyền thông tin về số lượng nạn nhân thực sự và các dữ kiện khác liên quan đến vụ tai nạn nhà máy điện hạt nhân để tránh hoang mang. Điều chắc chắn này sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề nếu mọi người biết sự thật vụ tai nạn hạt nhân Chernobyl có thể là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử loài người. Tổng thiệt hại của các quốc gia bị thiên tai khác lên tới hơn 200 tỷ đô la Mỹ và Belarus, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã mất một số tiền tương đương với 32 năm doanh thu tài chính. Chernobyl cũng khiến hơn 60.000 km vuông đất bị ô nhiễm, 3,2 triệu người bị ảnh hưởng bởi phóng xạ và gần 100 người vô tội đã chết một cách gián tiếp. Liên xô tin rằng vụ tai nạn này tiềm ẩn một nguy cơ chia rẽ và ngân sách để cứu trợ thiên tai của họ trở nên bấp bênh. Thưa quý vị, nhìn lại sự kiện đi thảm Nobel nhiều học giả và chuyên gia cho rằng thảm họa là một điều tất yếu đối với Liên xô thời bao cấp. Sự kiện đau thương này đã cho thấy nhiều kinh nghiệm quý là không bao giờ cắt giảm kinh phí cho công tác an toàn. Sau vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vẫn tiếp tục sản xuất điện thêm 14 năm và chỉ đóng cửa hoàn toàn vào năm 2000 do sức ép của quốc tế. Qua đó, mọi quốc gia đều vẫn phải cân nhắc nghiêm túc toàn diện mọi vấn đề khi xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân.